có mặt tại quốc lộ 1A. Thì ở đây là tôi đang đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội. Các bạn cùng tôi trải nghiệm qua trên quốc lộ 1 như thế nào. Đây thì chỉ có 3 làn đường thì đều giới hạn các cái tốc độ. Làn đường ở bên tay trái trong khu thì là 90, 40 và 70 và 50. 50 thì làn đường tôi đang đi. Thank you.
Đây phía trước mặt chúng ta là một cái cây cầu phù đồng. Cái cầu này thì thực ra là nó bắc qua con sông Cốt. Ở đây thì chúng ta sẽ sang đến vườn là đi qua cầu Thanh Trì, bên Thanh Trì và tiếp tục rẽ sang phải, chúng ta sẽ xuôi xuống dưới vào trong cầu Chui và đi vào trong cũng vào trong nội thành Hà Nội, đi qua các cầu Trương Dương, Long Biên. Còn đi thẳng ở đây thì chúng ta sẽ qua cầu Thanh Trì. Tiếp tục phía trên sẽ có cái lối mà để cho chúng ta xuống đường 5. Đường 5 này thì là chúng ta sẽ đi là từ Hà Nội về qua Hưng Yên đến Hải Dương và về đến Hải Phòng. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ thôi. Và để ra các cái video tiếp theo về các cái cung đường, con đường của Việt Nam mình. Và đặc biệt là Hà Nội.